Trước tình hình Covid-19 trên địa bàn ngày càng phức tạp, vừa qua thành phố Đà Nẵng đã quyết định thực hiện chủ trương giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 phường là An Khê, Thạc Gián, Hòa An và Hòa Khánh Bắc. Và để người dân nắm và hiểu rõ về thực hiện chỉ thị số 16, chúng tôi sẽ được tóm tắt một số nội dung trong chỉ thị này. Theo đó, chỉ thị số 16 quy định. 1. Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Hay yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 3. Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết phải làm việc tại công sở. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. 4. Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện nước, nhiên liệu, vân vân. Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. 5. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp